cùng theo dõi chương trình Tin tức cùng SET TV, chương trình do Sài Gòn Entertainment Television thực hiện. Và ngay bây giờ là một vài bản tin có trong ngày hôm nay. Xin mời quý vị khán giả cùng theo dõi. Mở đầu cho phần tin tức buổi sáng ngày hôm nay, xin mời quý vị khán giả cùng theo dõi một vài bản tin xoay quanh thế giới. Tổng thống đắc cử Mexico từ chối đến thăm Ukraine. Tổng thống đắc cử Mexico Claudia Sheinbaum từ chối đến thăm Ukraine sau khi ông Zelensky mời bà và Tổng thống Lopez Obrador đến Kiev. Tôi không nghĩ như vậy. Xin nhắc lại, chúng tôi hành động dựa trên các nguyên tắc trong hiến pháp và chính sách đối ngoại. Tổng thống đắc cử Mexico Claudia Sheinbaum đã chia sẻ trong cuộc họp báo vào ngày 17 tháng 9 tính theo giờ của địa phương. Khi được hỏi về khả năng bà ghé thăm Ukraine, bà Sheinbaum cũng khẳng định chính sách đối ngoại của Mexico được quy định trong hiến pháp, nhấn mạnh sẽ tiếp tục đối ngoại của người tiền nhiệm Lopez Obrador là không can thiệp vào các vấn đề của nước ngoài, ủng hộ giải quyết mọi xung đột bằng biện pháp hòa bình. Nguyên tắc này sẽ là nền tảng chính trong chính sách đối ngoại của chúng tôi. Nó rất rõ ràng và đáng trân trọng và mang tính hòa bình, Tổng thống đắc cử Mexico nhấn mạnh. Bà Sheinbaum thêm rằng nước này duy trì mối quan hệ ngoại giao với tất cả các nước ngoại trừ Ecuador sau vụ cảnh sát Ecuador sau khi đột kích vào đại sứ quán Mexico ở Quito vào hồi tháng 4 vừa qua. Tôi sẽ tham dự một số sự kiện quốc tế mà chúng tôi coi là quan trọng, nhưng sẽ không công du nhiều. Trách nhiệm của chúng tôi là ở đây, bà Sheinbaum khẳng định. Trong cuộc phỏng vấn cùng với Excelsior, trước đó thì Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky yêu cầu chính phủ Mexico công nhận Kiev đấu tranh giành độc lập và bày tỏ hy vọng sẽ có người giúp Mexico hiểu rõ tình hình. Ông cũng mời Tổng thống Lopez Obrador và Tổng thống đắc cử Sheinbaum đến thăm Ukraine. Chính phủ Mexico từng lên án chiến dịch của Nga ở Ukraine, ủng hộ nghị quyết Liên Hiệp Quốc yêu cầu Moscow rút quân ngay lập tức vào hồi tháng 2. Tuy nhiên, chính quyền Tổng thống Obrador từ chối áp đặt trừng phạt với Nga hoặc là gửi viện trợ cho quân sự của Ukraine, nói rằng nước này đang tìm cách thúc đẩy đối thoại để mà đạt hòa bình. Ông Obrador năm ngoái đã đề xuất thành lập Ủy ban Hòa giải gồm Giáo hoàng Francis, Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi giải quyết khủng hoảng ở Ukraine, nhưng ý tưởng này không được nhận ủng hộ lớn từ các bên liên quan. Trong thông điệp gửi đến giới nghị sĩ Mexico hồi tháng 4, Tổng thống Zelensky đề nghị Mexico hỗ trợ tổ chức hội nghị thượng đỉnh với Mỹ, Latin nhằm để giúp chấm dứt chiến sự. Phương Tây đã chi 2 tỷ USD để mua chế phẩm dầu Nga trong 6 tháng. Các nước phương Tây có thể đã chi hơn 2 tỷ USD trong 6 tháng đầu năm vừa qua để mua chế phẩm từ dầu Nga thông qua lỗ hổng pháp lý. Trung tâm Nghiên cứu Năng lượng và Không khí sạch CREA tại Phần Lan và Trung tâm Nghiên cứu Dân chủ CSD ở Bulgaria vào ngày 18 tháng 9 tính theo giờ của địa phương đã công bố báo cáo cho thấy Mỹ, Anh, Liên minh châu Âu đã chi khoảng đâu đó 2 tỷ USD để mua nhiên liệu, chế phẩm từ dầu mỏ của Nga trong nửa đầu năm 2024. Số sản phẩm này được nhập từ 3 nhà máy lọc dầu ở Thổ Nhĩ Kỳ, trong đó có nhà máy Star Aegon với 98% là nguồn cung từ dầu thô của Nga. 73% dầu thô của Nga chuyển đến Star Aegon là tập đoàn năng lượng Lukoil, doanh nghiệp nằm trong danh sách trừng phạt của Mỹ. Theo báo cáo, thì gần 90% lượng dầu xuất từ nhà máy này được chuyển đến các quốc gia phương Tây đang ủng hộ cho Ukraine. Về mặt kỹ thuật, thì các nước phương Tây không vi phạm lệnh cấm khi mà mua số chế phẩm này. Liên minh châu Âu, EU và đồng minh đã cấm nhập khẩu gần như hoàn toàn mặt hàng của Nga, nhưng vẫn có thể sử dụng chế phẩm từ dầu thô Nga nếu như chúng được xử lý ở nước thứ ba, ví dụ như Thổ Nhĩ Kỳ. CREA và CSD cho biết là Thổ Nhĩ Kỳ được Nga chiết khấu từ 5 đến 20 USD cho mỗi thùng dầu. Điều này thúc đẩy Ankara tăng tỷ trọng dầu mua từ Moscow hàng năm từ 34% trong năm 2023 lên 70% vào đầu năm nay. Liên minh châu Âu EU nhập dầu xăng từ Thổ Nhĩ Kỳ với giá rẻ hơn 10% so với giá từ Ả Rập Saudi, nhưng chỉ các doanh nghiệp và các thương nhân hưởng lợi, không phải người tiêu dùng, theo Vahav, nhà phân tích của CIA cho biết. Ủy ban châu Âu EC và Bộ Năng lượng Thổ Nhĩ Kỳ không bình luận về thông tin này. Những gì đang diễn ra đã vi phạm tiếp tinh thần quy định trừng phạt, theo Martin, thuộc chuyên gia của CSD nhận định. Đài truyền hình SET và International Home Shopping xin trân trọng giới thiệu dòng sản phẩm cao cấp thượng hạng Hắc Sâm từ công ty Gunsum Premium, độc quyền phân phối. Hắc
Hắc sâm khô là bước đột phá mới trong công nghệ sản xuất và chế biến nhân sâm của người Hàn Quốc. Hắc sâm được tinh luyện từ nhân sâm tươi Hàn Quốc 6 năm tuổi, trải qua 9 lần hấp sấy. Và trên thị trường hiện nay thì hắc sâm là sản phẩm chứa hàm lượng saponin cao nhất, vượt trội hơn hẳn hồng sâm và các loại nhân sâm khác. Hàm lượng saponin trong hắc sâm gấp khoảng từ 7 đến 30 lần hồng sâm. Hắc sâm gươm sâm có công dụng như hồng sâm nhưng mạnh hơn nhờ vào hàm lượng saponin vượt trội so với hồng sâm. Hắc sâm có tác dụng giảm các triệu chứng như mệt mỏi và tác dụng phụ, và đặc biệt kích thích giải phóng insulin, tác dụng làm giảm đường huyết và làm giảm các triệu chứng chóng mặt, đau ngực, khát nước, mệt mỏi, suy thận, hoại tử, v.v. Hắc sâm còn có tác dụng như là bảo vệ gan, hạ thấp cholesterol, giúp tăng hồng cầu, tạo mạch máu và giúp chống lão hóa, duy trì tuổi xuân. Hắc sâm đặc biệt thích hợp cho mọi lứa tuổi, nhất là với người cao tuổi. Đây chính là món quà biếu tặng đầy ý nghĩa cho sức khỏe cho mọi gia đình. Xin hãy liên lạc với chúng tôi, International Home Shopping, 1-888-688-2999. Phát ngôn mới của cựu Tổng thống Donald Trump: chỉ có Tổng thống có ảnh hưởng mới bị bắn. Cựu Tổng thống Donald Trump đã nói chỉ những Tổng thống có sức ảnh hưởng mới có phải đối mặt với âm mưu ám sát, đề cập đến hai lần ông bị nhắm là mục tiêu. Các bạn biết đấy, những tổng thống có sức ảnh hưởng mới bị bắn. Cựu tổng thống Donald Trump phát biểu trong sự kiện tại bang Michigan vào ngày 17 tháng 9 tính theo giờ của địa phương, hai ngày sau khi các nhân viên mật vụ ngăn chặn âm mưu ám sát ông ở bang Florida. Ông đã chia sẻ cùng với thống đốc bang Arkansas Sarah Sanders, người điều hành sự kiện, rằng tranh cử tổng thống Mỹ là việc nguy hiểm. Bà Sanders từng làm thư ký báo chí Nhà Trắng dưới thời ông Trump, ca ngợi cựu tổng thống là người mạnh mẽ và chiến binh mà nước Mỹ cần ngay vào lúc này. Cựu tổng thống Mỹ cũng cho biết là đã nói chuyện cùng với tổng thống Joe Biden và phó tổng thống Kamala Harris, đối thủ của ông trong bầu cử vào tháng 11 sắp tới sau vụ việc ở Florida. Donald Trump cũng dành nhiều lời khen ngợi đến các nhân viên mật vụ làm tốt nhiệm vụ, nhưng cho rằng họ cần nhiều hơn nhân sự như vậy. Và ông cũng nhắc đến nghi phạm Ryan Routh, nói là người này đã chuẩn bị một cách tinh vi bên ngoài sân golf và sẵn sàng ra tay. Cựu Tổng thống Donald Trump từng bị ám sát hụt khi vận động tranh cử ở bang Pennsylvania vào ngày 13 tháng 7 và bị thương ở phần tai. Ông là một trong 15 tổng thống Mỹ thoát chết sau các vụ ám sát. Tổng thống Abraham Lincoln, John F. Kennedy bị ám sát khi mà đang tại nhiệm sau khi tránh được nhiều âm mưu trước đó. Cựu Tổng thống Andrew Jackson thoát chết tại Điện Capitol năm 1835 sau khi khẩu súng của kẻ tấn công bị hỏng. Cựu Tổng thống Gerald Ford và Franklin Roosevelt cũng từng bị bắn ở cự ly gần nhưng không gặp nguy hiểm do nghi phạm bắn trượt. Kết quả tranh luận chưa chắc tạo bàn đạp mạnh cho bà Harris. Bà Harris được đánh giá là thể hiện tốt hơn ông Trump trong cuộc tranh luận trực tiếp, song đây chưa phải là những yếu tố chính để quyết định lá phiếu của cử tri. Vài giờ sau khi cuộc tranh luận giữa Phó Tổng thống Kamala Harris và cựu Tổng thống Donald Trump khép lại vào tối ngày 10 tháng 9 vừa qua, phần lớn nhà bình luận chính trị đều nhận định bà là người chiến thắng. Theo cuộc thăm dò đến từ CNN cho thấy 67% người theo dõi tranh luận rằng Phó Tổng thống Kamala Harris đã chiếm ưu thế. Cuộc thăm dò khác của YouGov thể hiện cũng cho thấy tỷ lệ ủng hộ bà Harris là 43% so với 28% nghiêng về phía cựu tổng thống Donald Trump. Ngay cả những chuyên gia kênh truyền hình bảo thủ Fox News cũng đồng tin rằng bà Harris đã đánh bại ông Trump trong cuộc tranh luận. Phó Tổng thống Kamala Harris được nhận xét là đã khiến cho đối thủ phải bối rối, liên tục giăn bẫy bằng những lời lẽ mỉa mai và khiêu khích, khiến cho ông Trump nổi giận và mất kiềm chế. Phó Tổng thống Kamala Harris rời sân khấu với vẻ mặt rạng rỡ. Nhiều chuyên gia cho rằng bà Harris cũng đã khai thác thành công những điểm yếu của ông Trump. Tuy nhiên, vẫn có những người cho rằng Phó Tổng thống cũng phải đánh đổi bằng việc mất đi cơ hội thông báo rõ với cử tri về những chính sách mà mình đang theo đuổi. Số khác đang đặt câu hỏi về giá trị cuộc tranh luận mang lại, liệu có thể tác động tới những cử tri đang dao động hay là không. Một số nhà bình luận cho rằng không nên vội tuyên bố bà Harris là người chiến thắng, nhấn mạnh rằng cựu Tổng thống Donald Trump từ lâu đã cho thấy ông luôn kiên cường sau mỗi cú vấp ngã và biết cách biến nghịch cảnh thành cơ hội. Steven Stein, giáo sư tâm lý tại Đại học Williams ở bang Massachusetts của Hoa Kỳ, đã nói rằng đánh giá công bằng về kết quả tranh luận của Trump và Harris không phải là điều dễ dàng. Một ứng viên từ lâu đã nổi tiếng với những phát ngôn gây tranh cãi và không nhiều người tin rằng ông ấy sẽ nói sự thật. Trong khi đó, những người còn lại chỉ được kỳ vọng đáp ứng những tiêu chí thông thường như là làm rõ lập trường chính sách của mình. Giáo sư Fine cũng đã chỉ ra những thông tin sai sự thật mà ông Trump đưa ra vào tối ngày 10 tháng 9, ví dụ như là người di cư Heidi ăn thịt thú cưng của người dân Ohio, hay một số bang khác lại cho rằng là cho phép tước đi mạng sống của trẻ sơ sinh ngay sau khi chào đời. Tuy nhiên, ông nói rằng những điều này cũng không gây tổn hại đến cựu tổng thống.
Những cử tri dao động cho rằng họ không thấy sự khác biệt nào giữa hai ứng viên vì bà Harris không đưa ra được những thông tin cụ thể về chính sách. James Farrell, giảng viên về lý thuyết lập luận và hùng biện tại Đại học New Hampshire, đã chia sẻ đánh giá rằng hai ứng viên đưa ra rất nhiều tuyên bố nghi ngờ, ít bằng chứng đáng tin cậy, cũng như quá nhiều đòn công kích cá nhân hay lời lẽ ngụy biện. Điều này khiến cho cuộc tranh luận trở thành trải nghiệm khó chịu đối với bất kỳ ai muốn nghe thảo luận từ những vấn đề quốc gia và các giải pháp chính sách tiềm năng. Hiện giờ thì bà Harris phải đối mặt với những thách thức mà ông Trump không gặp phải, nói cho nước Mỹ biết họ nên mong đợi gì từ nhiệm kỳ tổng thống của bà. Đây thực sự là một nhiệm vụ khó khăn với hai giai đoạn phút chót mà những câu trả lời của bà hầu như là vẫn chưa được rõ ràng cho lắm, bởi vì chỉ giới hạn trong cuộc tranh luận khoảng 2 phút mà thôi. Trong khi đó, người Mỹ đã quá quen thuộc với ông Trump, đặc biệt là sau 4 năm ông điều hành Nhà Trắng và với hơn 3 năm với những rắc rối bủa vây của Tổng thống, thì theo kết quả thăm dò của New York Times, Siena College được công bố trước thềm tranh luận, 90% cử tri tiềm năng trên toàn nước đã biết rõ đầy đủ thông tin cần thiết về ông Trump. Và bản tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình tin tức cùng SCTV ngày hôm nay. Ngọc Ánh rất là cảm ơn quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi chương trình. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình kỳ tới. Venus Ginseng USA là công ty đầu tiên nghiên cứu, sản xuất và đưa hắc sâm Hàn Quốc 6 tuổi vào Hoa Kỳ. Sản phẩm hắc sâm được đài truyền hình SET bảo chứng về chất lượng. Hắc sâm cao cốt 240g với hàm lượng ginsengoside cao nhất trên thị trường, với công dụng bồi bổ cơ thể, nâng cao trí nhớ, giảm cholesterol và cải thiện bệnh tiểu đường. Giá 360 đô, mua 2 tặng 1. Hắc sâm nước cô đặc Power Time hộp 30 gói rất tiện dụng, giá 180 đô, mua 2 tặng 1. Hắc sâm viên tinh chất 180 viên, giá 320 đô, mua 2 tặng 1. Venus Ginseng Beauty Forever là sản phẩm kết hợp giữa hắc sâm 6 tuổi và những liệu chất tuyệt vời. Sản phẩm với hai dạng: viên tinh chất giá 270 đô, hộp 180 viên; dạng nước giá 260 đô, hộp 30 gói, mua 2 tặng 1. Ngoài ra, khi order các sản phẩm hắc sâm Hàn Quốc, quý khách sẽ còn được nhận thêm nhiều quà tặng hấp dẫn, giá trị và đầy bất ngờ. Venus Ginseng USA, liên lạc order tại 714-868-6868 hoặc order online tại sethomeshopping.com.